Xin chào các bạn, mình là Hương Bùi. Lần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một điểm đến gần gũi với thiên nhiên nhưng không kém phần ma mị ở Thái Lan. Đó là Kanchanaburi. Kanchanaburi là một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây Thái Lan, chỉ cách thủ đô Bangkok khoảng 3 tiếng đi xe thôi. Nơi đây nổi tiếng với rất là nhiều đồi núi, sông nước, hang động và những ngọn thác tuyệt đẹp. Do mình chỉ có thể sắp xếp thời gian để ở 2 ngày 1 đêm ở Kanchanaburi, nên mình sẽ giới thiệu đến các bạn một vài địa điểm thú vị ở đây, như là đường ray tử thần này, hoặc là resort nổi ở trên sông. Đầu tiên, từ Bangkok thì mình cần đến minibus station ở Chatuchak để mua vé xe. Để đón chuyến đi đến Kanchanaburi thì các bạn cần phải vào tòa nhà D của minibus station. Bạn chỉ cần nhìn vào cái số in đậm ở trên vé là biết được cái số xe của mình. Như trên vé của mình đây là 8187. U là trời, thiệt là không may mà. Vé của mình là ngay hàng cuối xe luôn các bạn ơi. Lúc gần tới Kanchanaburi thì mình thấy có một nhóm người địa phương đổ xuống đường nhảy múa rất là náo nhiệt luôn. Không rõ hôm đó có phải là ngày lễ gì đặc biệt của họ không, nhưng mà trông thú vị ghê. Tới nơi rồi thì mình tiếp tục tìm chuyến xe đến Sayon, một quận nhỏ nằm ở phía tây Kanchanaburi. Nhưng do mình phải có mặt ở bến thuyền trước 6 giờ tối nên mình quyết định ra ngoài để thương lượng giá cả với các anh tài xế xe song theo để có thể đến nơi càng sớm càng tốt. May mắn là mình gặp một bác tài giỏi tiếng Anh, lại thỏa thuận đổi sang xe ô tô để đi đường xa đỡ mệt. Khoảng cách từ trạm bus Kanchanaburi tới bến thuyền Futakin là khoảng 60 cây số. Các bạn có thể deal với các bác tài với mức giá dao động từ 900 tới 1200 baht. Như trường hợp của mình là 1200 baht, bao gồm cả việc chở mình tới đường ray tử thần để tham quan. Điểm đến đầu tiên của mình là đường ray cầu Tham Krasse, một trong những cây cầu đường sắt dài nhất, nổi tiếng nhất ở Thái Lan, và cũng là một phần của đường ray tử thần nằm bên bờ sông Wai, kết nối từ Myanmar sang Thái Lan. Nó có tên gọi là đường ray tử thần vì ở thời Thế chiến thứ hai, từng có tới hàng chục nghìn tù nhân đã bỏ mạng khi bị đế quốc Nhật bắt ép xây dựng tuyến đường ray này chỉ trong vòng 17 ngày. Mặc dù đường ray này đã được xây dựng từ rất lâu, nhưng mà đến tận bây giờ thì tàu lửa vẫn hoạt động mỗi ngày với tần suất là 6-8 chuyến. Và vì đây là địa điểm du lịch nổi tiếng, nên khi tàu đi ngang qua đoạn này thì sẽ giảm tốc độ, chạy chậm lại để du khách thuận tiện di chuyển khỏi đường ray. Tiếc là lúc mình tới thì chuyến tàu lửa gần nhất đã đi qua rồi, còn không thì phải đợi thêm một tiếng nữa. Ngay cạnh nơi đây thì còn có một cái hang động nhỏ tên là Hang Krasse. Theo lịch sử ghi chép lại thì đây từng là bệnh viện dã chiến và cũng là nơi giam giữ các tù nhân trong thời điểm xây dựng đường ray. Ngày nay thì hang động này đã được tu sửa lại, trở thành nơi thờ phượng tâm linh khi du khách ghé thăm đường ray tử thần. Sau một tiếng ngồi xe thì mình cũng tới bến thuyền Futakin. Đây là bến thuyền chuyên phục vụ các du khách ở resort nổi trên sông. Thời gian bến thuyền hoạt động là từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn tới trễ sau 6 giờ tối thì bạn phải trả thêm 1.000 baht để thuê một chiếc thuyền riêng trở về resort. Sau khoảng 15 phút ngồi trên thuyền thì mình cũng tới resort rồi. Chỗ mình ở là Floathouse River Wai, một resort nổi trên sông, có view phía trước là dòng sông Wai. Bao quanh phía sau là rừng nhiệt đới và dãy núi xa dọc. Mình đi vào ngày thường nên có giá rẻ hơn, khoảng 4.500 baht, tức 3.2 triệu một đêm. Cuối tuần thì sẽ mắc hơn một chút. Đi khá dài, cuối cùng cũng đã tới nơi. Và giờ thì đang trong lúc đi nhận phòng. Chẳng biết ở chỗ nào nữa. Mình đi với chị bạn nên chọn phòng 2 giường nằm cho rộng rãi, thoải mái. Giờ thì mình sẽ dẫn mọi người tham quan quanh phòng để xem bên trong như thế nào nha.
Ở đây có view nhìn sang phòng bên cạnh nè. Các bạn thấy đây là cách mà họ làm cho cái resort này nổi trên sông. Mặc dù ẩn náu giữa rừng như vậy thôi, nhưng mà ở đây thì vẫn có TV, wifi chạy phà phà nha các bạn. Bên trong toilet thì cũng có đầy đủ vật dụng tiện nghi, không khác gì các resort 4-5 sao cả. Bồn cầu và nhà tắm đều có phòng riêng nên khá là thuận tiện. Trong phòng tắm có lớp màn che như thế này, để xem phía sau tấm màn là gì. Ồ, hóa ra là hàng rào tre được rào lại theo từng phòng riêng. Phía sau hàng rào kia là dãy hành lang mà khi nãy mình vừa mới đi bộ vào phòng đó các bạn. Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi xong thì cái bụng cũng đói meo luôn. Giờ thì mình di chuyển ra khu nhà hàng nằm bên trong resort để dùng bữa tối. Ta-da! Đây là bữa tối đơn giản của mình. Một nồi lẩu tôm dâm, gỏi hải sản, cơm trắng, trái cây dĩa và hai trái dừa tươi. Tổng bill của mình cho bữa ăn này là gần 900 bạc. Sau một đêm ngon giấc thì sáng hôm sau, mình ra phía hiên bên ngoài phòng ngủ để chụp ảnh chiêu chiêu và thư giãn một chút. Mới sáng đã có thuyền chạy ngang qua đây rồi nè. Do các phòng được xây dựng nổi trên nước nên mỗi lần thuyền chạy ngang qua là nó lại lắc lư, lắc từ xích đu ngoài hiên cho tới giường ngủ bên trong phòng luôn các bạn. Tối qua chắc có nhiều bạn đi chơi về trễ nên 9-10 giờ tối rồi mà mình vẫn nghe tiếng thuyền chạy ngang qua phòng. Đa phần khách ở resort này là các bạn Tây hoặc là người dân bản địa lái xe về đây nghỉ dưỡng. Có lẽ do địa điểm này khá xa, phải đi nhiều chặng mới tới nơi nên chưa có nhiều du khách Việt ghé tới đây lắm. Theo mình thì đây là nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi và chữa lành, đặc biệt là với những bạn yêu thích thiên nhiên, núi rừng và sông nước. Sau khi dùng bữa sáng thì mình bắt đầu đi dạo khám phá khu rừng nhiệt đới ở phía sau resort. Theo như trên bảng chỉ dẫn thì ở đây rất là gần với làng dân tộc Mon, hang động La Qua và trại voi. Mình tranh thủ tham quan một chút trước giờ check out trả phòng, nên có lẽ chỉ đi được một trong số những điểm này thôi. Ở đây họ chuẩn bị rất là nhiều loại xe đạp địa hình để du khách tự trải nghiệm, tham quan các địa điểm trong rừng. Chạy một đoạn thì mình cũng thấy nhà dân nằm trong làng dân tộc Mon rồi các bạn. Đang đạp xe lanh quanh thì thấy hai em mèo đang nằm phơi nắng. Gọi mãi mà tụi nó không thèm đoái hoài gì tới mình luôn. Thôi đi tiếp đây. Em mèo Moon kia chú ý tới mình rồi kìa. Hình như em tới chỗ mình là để đòi ăn thì phải. Tiêu rồi. Sorry Hoàng thượng nhiều nha, do không biết bữa nay mình gặp nhau nên là không có chuẩn bị đồ ăn mang theo. Lục hết các túi mới kiếm ra được một viên kẹo cho em. Vậy mà em chỉ liếm vài cái rồi chê không thèm ăn nữa. Chán ghê không? Chạy xe vài vòng khởi động buổi sáng xong rồi, giờ thì mình về phòng sắp xếp hành lý để kịp check out đây. Lúc từ bến xe tới đây thì mình đi bằng taxi. Nhưng chiều về thì mình nhờ bạn lễ tân khách sạn check hộ mình lịch đón xe bus. Vì ở đây cứ khoảng 1 tiếng là sẽ có một chuyến xe bus chạy ngang qua. Cách này vừa tiết kiệm chi phí, vừa được trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng của người dân địa phương nữa. Đoạn từ bến thuyền ra đường lớn đón bus dài khoảng 600m. Là đoạn đường làng có dốc lên khá là cao. Kéo thêm vali nữa thì hơi phê á, nên các bạn lễ tân nhờ anh lái thuyền làm tài xế chở tụi mình ra tới trạm xe bus luôn. Lần đầu được tống ba bằng xe máy ở Thái Lan, kèm thêm hai cái vali to đùng nữa chứ. Vất vả cho anh lái thuyền quá rồi. Các bạn có thấy cái nhà chòi hình tam giác kia không? Đó là trạm xe bus ở vùng nông thôn Thái Lan á. Giờ thì ngồi chờ bus thôi. Thế như lỡ Tân nói thì khoảng 12 rưỡi sẽ có một chuyến bus từ đây đến Kanchanaburi. Mình cứ ngồi chờ, bây giờ xe tới thì lên.
Đúng 12:30 thì tuyến xe bus từ Sai Giọt đến bến xe Kanchanaburi cũng tới rồi. Nhưng mà lúc lên xe thì mình hơi bất ngờ một chút xíu. Mình không ngờ là nội thất bên trong xe nó lại cũ như vậy. Nhưng mà xe chạy rất là êm và rất là đúng giờ nha các bạn. Giá cả lại rẻ nữa. Nếu mình nhớ không lầm là 30-40 bạc một người. Sau khi tới bến xe Kanchanaburi thì mình tiếp tục mua vé xe minibus để về lại Bangkok. Nếu lần sau có dịp trở lại, mình sẽ dành thời gian để khám phá thêm thác 7 tầng ở công viên quốc gia Erawan, tham quan động Tham Lava, đài tưởng niệm Hellfire Pass, cầu sông Wai và các trò chơi zip line trong rừng. Vì vậy, nếu mà chọn du lịch ở Kanchanaburi, mình khuyên mọi người nên dành khoảng 3 ngày 2 đêm để có thêm nhiều thời gian khám phá các địa điểm thú vị ở đây. Còn giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các series du lịch tiếp theo nha!